Bao nhiêu? Cái này này 700. Ai lột xuống thì nó nhé, nó cứ theo này. Bán đắt thế. Này không học đi. Bây giờ vàng là hoa rồi. Thế đây vàng này bao tiền mà? 60.000 một bó. Sáu mươi nghìn. Thôi. Có quên rồi nhá. Này nó chột hoa. Cây nó kém nhỉ. Cái này trồng đất cũng được. Cứ trồng xong rồi. Nó bó này tốt gặp. Này trồng trong chậu đất đi. Nhưng mà chùa số đất cũng đẹp đấy. Có bằng cây, cây nó đẹp hơn. Cây và cây dâm cái mát đẹp. Cho vào cây nó đẹp hơn cho vào xu. Đây. Thông minh là chán ai đi. Về đâu này hôm nay quá anh à? Bao tiền dây to này? Dây to này bao tiền? Cả chỗ này 120 á? Anh mua hết thì em 30 bố. Mua hết 80 thì cân được. Mua hết 80 cân. 70 thôi. Mua tối tối mà. Đây cũng thế à? Cái đây dập thế. Trồn kia. Trồn kia của mình à? Bao nhiêu cây đây trồn đấy? À. Dập hết lá còn đâu. Ném vào thì mẹ cho đi Tân Sơn rồi. Đi ăn chưa?